Mỗi năm có hơn 1.000 ca điều trị nấm hỏng ở các cơ sở thiếu uy tín được Lavender Bay Trang tiếp nhận. Lăn kim trị nấm, chấm nấm axit, kim trị nấm hay bắn laser, rất nhiều phương pháp mà chị em sử dụng ở các địa chỉ không uy tín. Nó gây ra các biến chứng cực kỳ nguy hiểm như bào mòn da, tăng sắc tố, thậm chí bị tổn thương vĩnh viễn, không thể phục hồi. Lăn kim xong là cái da của chị là nó bị bỏng rát, xong rồi nó bong da lên hết luôn, nó sưng tấy đỏ lên hết, và bây giờ là chị bôi cái gì cũng bị kích ứng hết trơn. Ban đầu thì mặt chị là nám ít hơn, nhưng mà sau khi bắn laser xong thì nám nổi lên đen rất là nhiều, rất là đậm luôn. Chị quyết định là chị sẽ đặt hết niềm tin ở bác sĩ ở đây. Chị chỉ muốn là mặt chị như bình thường thôi. Làn da này cần phục hồi cấp độ 3, phải sau 1 tháng mới bắn laser được. Bắn laser cũng phải dùng bước sóng 532 nanomet. Mỗi một tình trạng cần phác đồ riêng biệt và phải chính xác trong từng khâu để mang lại hiệu quả cao nhất. Công thức trị nám RTP được áp dụng triệt để với sự kết hợp của tất cả những công nghệ đặc trị sắc tố hàng đầu thế giới hiện nay. A. Recover, phục hồi làn da mỏng yếu tổn thương sau chữa nám hỏng với tế bào tươi BioCell. T. Treatment, phá vỡ nám thành các mảnh siêu nhỏ, dễ dàng đào thải mà không làm bong chóc da, đồng thời rút ngắn 1/2 thời gian điều trị. B. Booster, xóa bỏ nấm nâu, làm đều màu da, cấp ẩm tuyệt đối cho làn da căng mướt với ánh sáng sinh học SR. Tăng độ đàn hồi, da khỏe gấp 3 lần, sạch nám đến 95%, nâng tông da trắng hồng, căng mịn. Lavender Bay Trang, tự hào 15 năm dẫn đầu trị nám trắng da công nghệ cao.